Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Suy niệm gia đình đích thực. Bài tin mừng hôm nay trình thuật việc Đức Maria và các anh em của Chúa Giêsu đến tìm Ngài. Và khi được tin báo, Đức Giêsu lại nói: "Mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Câu nói này chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì xem ra có vẻ Đức Giêsu quá thờ ơ với mối liên hệ ruột thịt. Tại sao Chúa Giêsu lại có những lời lẽ như có vẻ thiếu thân thiện với mẹ và anh em đang kiếm tìm người? Xem như Chúa Giêsu chẳng để ý gì tới họ, trong khi họ lại quan tâm đến người. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý, thì đây là một cách gián tiếp. Đức Giêsu ca tụng mẹ mình hơn ai hết. Tại sao vậy? Thưa, vì mẹ Maria là người trung thành và tín thác nơi Thiên Chúa tuyệt đối qua thái độ lắng nghe, suy niệm và thực hành cách trọn vẹn lời của Thiên Chúa trong cuộc đời và qua các biến cố. Do đó, trong trường hợp này, Đức Giêsu không hề có ý lạnh nhạt hay che bỏ mẹ và anh em của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Ngài thấy một mối quan hệ, một gia đình cao hơn và quan trọng hơn mối quan hệ gia tộc. Đó là mối quan hệ linh tộc, là gia đình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con thật hạnh phúc vì được Chúa cho gia nhập trong gia đình của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong suốt đời sống con, để con xứng đáng là người con ngoan thuộc về gia đình của Chúa. Amen.